đẳng cấp hát live của Nu Phước Thịnh khiến ca sĩ Jenry cũng phải dè chừng, gừng càng già càng mê. Rồi ta sẽ ngắm pháo hoa cùng nhau, thì em cứ đi nhưng không được quên. Từ sau khi xuất hiện tại lễ trao giải Làn Sóng Xanh, cái tên Nu Phước Thịnh trở thành từ khóa được tìm kiếm nhiều trên khắp các bãi mạng bởi ngoại hình bảnh bao chuẩn soái ca thế hệ Gen Y. Hãy để Nu Phước Thịnh cho bạn biết thế nào là đẳng cấp hát live. Nam ca sĩ đi rehearsal cho sân khấu biểu diễn tại lễ trao giải thôi nhưng đã được chiếm trệ trên khắp các mặt báo bởi trình ca hát của mình. Đi rehearsal thôi có cần bảnh trai đến như vậy không anh Nu ơi? Chắc anh biết là anh mặc sơ mi đậm chất soái ca nên đi đâu anh ấy cũng mặc cả. Vừa đẹp trai, vừa có gu mặc đồ chất lượng, Nu Phước Thịnh cứ hễ xuất hiện là lại chiếm trọn hào quang, tập dượt đã khiến các em u mê. Lên sân khấu trình diễn chính thì các chị, các em lại phải u mê gấp bội. Âm thanh, ánh sáng đủ đầy, lại thêm được cái nhan sắc sáng bừng của anh Nu thì phải nói là sân khấu này 10 điểm không nhưng. Dù đêm trao giải qua đã lâu nhưng cộng đồng mạng vẫn cứ là tương tư, lụy màn mắt sắp của Nu Phước Thịnh. Ai nói anh hát nhất thì phải vào đây chứng kiến cái khoảnh khắc này đây. Thậm chí, phần thể hiện của Nu Phước Thịnh còn thẳng thừng đá Ren Evan ra chuồng gà vì quá đã tai. Bởi nói anh hát hay như nuốt đĩa thì cũng nào có sai vào đâu. Khoảnh khắc Nu Phước Thịnh đứng cạnh Hiếu thứ hai trên sân khấu lễ trao giải cũng được cho là khoảnh khắc đắt giá. Hai nam thần ở hai thế hệ sánh vai cùng nhau mà cứ ngỡ đâu là cùng tuổi bởi chiếc nhan sắc quá đỗi trẻ trung của anh Nu. Ít ai mà ngờ được cả hai là hai nam thần thuộc hai thế hệ khác nhau và cách biệt đến tận 11 tuổi. Nay các anh đứng cùng nhau thế này thì các em vợ đúng là phải phân vân nhiều phần vì không biết chọn anh nào. Người thông minh thì ai đâu mà chọn, hội chị em còn thi nhau vào chọn cả hai anh luôn cho trọn vẹn. Quay trở lại với trình hát live của Nu Phước Thịnh, xưa nay công chúng vẫn luôn bàn luận về nhan sắc của nam thần Gen Y này. Thế nhưng anh chàng thực chất là vừa có đỏ, vừa có thơm khi sở hữu tài năng cũng thuộc hàng bá trong dàn các ca sĩ cùng thời. Trong khi nhiều ca sĩ bị soi là hát live, hát đè hay là ca sĩ phòng thu thì Nu Phước Thịnh vẫn ngạo nghễ khi danh mình vào nam thần hát live đỉnh chóp của Vbiz. Đi sâu của Nu là một cảm giác rất khác, rất u mê bởi anh cứ cất giọng là fan lại phải lụi tim vì quá ngọt ngào. Mới bài trước ballad nhẹ nhàng, sang bài sau chơi nhạc sôi động anh vẫn đều cân tất, anh ấy không điểm nào chê. Bạn có cảm nhận thế nào về trình hát live của nam ca sĩ Gen Y này? Chia sẻ với Gian nhé! Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!